không ai ăn cả. Xong rồi đây. Ui, cà rốt xương dẻo rồi. Đây 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 đây, lấy ăn lấy đi. Sao đây sao không? Ủa mẹ em đi. Đi ra đây. Lấy lại này em ra. Cái đấy thì em thử. Tim bên trái, tim bên trái, tim bên dưới chứ.
Ủa thì bên trái đây. Ok. Thì mình sẽ chơi cùng nó. Anh chị yêu nhau à? Anh chị yêu nhau à? Đẹp đôi quá. Chưa có dùng đúng không? Em chưa tôi à? Đúng rồi. Phải Greasy đâu? Greasy mà, con đấy, con đấy là con này bắn đau lắm. Phải Greasy. Greasy. Ôi. Đi lại gặp Alan. Chết mẹ, tóc đến tóc biến. Vai, Greasy nhìn đẹp vậy, nhìn khỏe vậy. Sợ quá. Tóc mẹ máu. Ôi, con Greasy này sao chứ? Nhanh rồi. Cắt line. Về đã về đã về cắt line. Về. Để nhưng mà bắn thật. Bình trực cảm ơn. Bình mặt trực cảm ơn. Ôi một cặp ra này. Đây luôn. Đây đây đây. Bắn đau lắm. Đây đây. Vậy mà không gỡ được. Sao nghĩa có cảm giác nó bốc mùi. Thằng là vẽ ra màu xanh của con này đấy. Đây này, kiểu như người bốc mùi ấy. Màu vàng mà. Vàng đâu mà vàng. Cái đứa nào nó cũng như thế mà. Nhìn đi. Lên là bắn đau á. Em vừa không bị đây đâu phải là như thế đấy. Thế á? Đúng vậy. Chú Vân sao lại thu toàn ra rồi. Nó lại ra nó bắn này à, đau quá. À, lên này cho Vân đi, chết rồi, không đánh được. Ra. Ô, chết rồi, em ơi, Thảo ơi. Chết mẹ rồi. Đâu, con nào vừa giết mình. Đứa nào một cặp nhỉ? Con này đúng không? Thằng con này một cặp đúng không? Con này với con hai đứa dưới đúng không? Đây này. Đúng rồi. Người có tình yêu vào game nó khác hẳn. Bạn là sao? Què. Ôi đó đằng sau à. Ấy què luôn. Tàn tật luôn từ giá trị mình. Ôi con gì kia. Bọn em đem mèo về đây từ khi đem mèo về giá chuộc là 10.000 đúng không? À giá mua giá ấy là 10.000. Nó nâng cao bản thân nó lên rồi, nó nâng giá trị bản thân nó lên. Tốn tiền vãi. Anh ơi. Mắt nó nữa. Tiền đâu ra. Đi rồi. Chị lên đi. Chắc không. Chị lấy không chưa là sao? Ôi đi về. Ồ.
Rồi vẫn chết nhỉ? Hộ không 31. Mộ không chết vì nó. Mộ không chết vì nó rồi. Mộ không chết vì nó rồi. Mộ không chết vì nó rồi. Chị nhớ là nó gì? Con của Duy. Em nghĩ là nó của Duy. Em biết ngay mà. Của Duy là cái ốc. Ok. Kiểm bạn. Chạy thôi. Kiểm bạn. Sao bạn lại như thế với mình? Mình đã yếu đi chứ, mình không muốn xin tí mua. Không, ca ca với tôi là ca như là một cáo sao ấy, mẹ ơi, nó lên ô tô. Không cặp mà. Một cặp mà, không biết thế đâu. Có hai cặp mà, bên này có hai cặp. Ừ, bên này có hai cặp này. Khổ thân là cô đơn như thế. Là con la ra đây. Thế ạ? Ừ. Nếu chị không, nếu chị thấy bố mình nó không có ai, thấy tí không? Đây là đây, nó con vừa xem đang tìm ở đây. Em sẽ đi vô thay. Ô, mình tính. Ready. Ok đâu. Nó lúc rồi. Đây. Ok quay. Chín chín rồi. Ôi chừng nó chưa được đánh xuống kìa. Đánh trụ thôi đi, đánh trụ thôi. Chị Hải thỉnh thoảng ra nhủ cho nó một cái. Đi đánh chị Phương đi. Này, đi kìa. Hàng hóa lên nhá, đợi em nha. Lên nhá, lên đi, em đánh nhá. Lên đi, bảo em đánh như thế xong lên đưa. Không, đi coi, đi coi, đi coi. Em bị đang bị quay mà sao mà lên được. Đi về. Nó có tốc biến mà về luôn này. Di di ra. Nhắn chữ cảm ơn lên. Mơ nào. Cẩn thận ở trong. Đời gì em. Sâu Việt rồi. Thôi để chị về nhà chị tắt stream đấy. Ô, 7 phút thôi. Em chưa tắt stream. Ồ. Vừa lại chưa ra à, xong vừa lại ấy mà. Lại quên mất. Không sao. Còn lại mấy phút nữa, 3 phút nữa. Chờ lại 3 phút. Em còn lại 6 phút chị ạ. Ơ, nhỏ vậy. Chị chị ạ. Chị sao mà. Em yêu nào đây? Chrissy. Em yêu của họ thôi em. Chrissy. Anh chị đẹp đôi quá. Ra chỗ của không thì bạn ơi. Dạ. Đúng, dân đây. Hình như có hai con. Có chút giống. Thôi lại lên đây. Chứ rồi, cái đi bất bình của tên chị không được cái mỏng tâm bệnh. Ơ sao? Bệnh sẽ là...
Năm bảy triệu không? Dạ, yeah, ở đấy đi coi không ạ? Xin tính mùa nước có được không? À đây, xin tính mùa của Duy đi. À, cứ đau. Đấy, đây là cứ đau. Xin tìm bộ gì? Nó bắn em. Đều di chuyển được. Gì nó chiều bao nhiêu? Từ nhà có hai con nhá. Chiều bao nhiêu? Không đánh thằng ngộ, không đánh cho. Thế giờ giấy luôn.
tưởng chết được không? Tự nhiên chúng nó lại chết nhiều lắm. Chết rồi. Ủa, con em về. Tụi tôi chị ơi, còn kìa. Thì ai đánh kìa. Đi không, có bắn xa đi. À, có mỗi đi. Mỗi Linh rồi. Có mỗi Linh thôi, nhưng mà Linh nửa máu. Không sao. Nửa máu cũng được. Thôi chết rồi. Xin lỗi. Thì tôi cũng không. Ôi đấy. Mắt tao xếp vào ấy. Ôi sao giờ này đứng thẳng hết cắm á. Ôi nhìn thứ. Ai mà? Ai vừa chấm ăn. Chưa qua nhưng mà chưa cả ngày xong tối về điện thoại. 1:30, 12:30 đi ngủ. Đó, mai nó khô sáng nay cũng mỏ rồi bác. Mày nhớ mắt Linh cũng cận đúng không hả? Thật ra mày đã cận rồi. Tập nhìn xa nha. Sống trong một cái tòa nhà này một nhà. Mới những mùa hè lắm. Em không biết ở trên này vừa. Mùa hè nó cảm thấy nó hơi nóng lắm. Ra đường trời phải 45 độ. Em cài lại dữ liệu ấy. Xong cái bữa là dữ liệu kia mấy dữ liệu ảnh ra thì em sao đi rồi đúng không? Không bao giờ không nói được. Không có bộ được. Không biết khôi phục kiểu gì ấy. Không có gì được. Sao đi rồi đâu? Sao đi rồi mail? Sao mail thì em bảo em nghe. Và anh là gì? Chị biết là em. Chị biết gì em? Cái sự tích cực. Em không biết có nghĩa không đấy, nhưng nó khi là nó ấy mà xong rồi. Thì
Nó chỉ thu tôi là cái sau lần trước cơ. Em tặng hết quà cho anh ơi. À đâu, đấy là tặng hoa mày nick kia, cái nick chính. Có lớp nào? À tặng Duy đi. Off đi này thì mấy giờ này? Cái buổi chiều nữa. Buổi chiều. Năm giờ chiều. 8 giờ 5 giờ chiều. 8 giờ sáng 5 giờ chiều á? Lớp trưởng mày đi à? Đâu đi. Thằng đi rồi. Còn mình đi à? Em đi lao đầu. Em đi lao đầu. Chị ơi, ăn không? Ăn không gửi người tờ nữa. Không, không 398. Không 398, gì nữa? 168. 203. Hả? 203. 203 à? Áo xong chơi không kìa. Con nào? Không, đồ đồ đó. Cái màu hồng là gì? Áo không màu vàng con này mất rồi. Ừ. Đi đâu quay trước mình. Anh chờ mình. Mình thấy vui. Kinh trái. Không phải 5 năm rồi. 2019 là bao nhiêu? 23. 23 thì 19 là 4 năm trước. Thôi đi leo đầu rồi. À thế thì em sẽ được ngồi đồng cho người. Đâu rồi? Gì đó? Đâu thả rồi. Thả đây. Anh gì lên. Đâu ngồi đồng đi nha cậu. Có sao không hiểu đồ gì. Là nó đi tìm. Là sao? Là nó bảo có mình đấu hàng đi. Đây là mình. Tại sao? Tại sao mình đấu hàng? Thank you.
đéo gì kia, con đéo gì được đông ở đây. Vừa nãy con vàng vàng á, ăn rừng bạn à? Đi không được rồi, đi như thế là không được rồi. Ô Duy ơi, về đi anh. Về đi. Ô về đi anh. Ô kìa. Em chết rồi. Duy không ra kịp em cũng chết. Duy chết hai mạng lận. Buồn quá. Đi đẹp kia. Em màu hồng này. Bọn em phải có màu hồng ấy, kiểu chảy. Có là màu hồng đằng sau ấy. Cô nào đấy? Mua mua đang đã luôn. Mấy chùa có riêng anh à? Chết rồi này, ba con gì chết rồi. Chưa kịp già đã chết. Bị tắt đúng không? Nhớ đi ra không? Gì vậy? Thôi mẹ ra đây ra là sao? Dạ? Cái gì mà ra kia đây? À nó đi đường rừng xong rồi nó quay ra nó tập cái em. Ui. Mình chết ngay. Cổ ơi. Chết thì mình quá. Con nào đây? Ê, mua ra. Đánh ra không? Đánh xuống đánh ra nó. Còn thêm đội bạn còn gì để ăn. Ê, xong bên kia hộ ra. Ui, bạn là bình tĩnh nào. Ok. Từ bằng 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 chết
Bảo có thật đấy mà. Trời ơi, con mua ra đi. Chứ khỏe đi. Nó lao vào để đánh. Hồi máu nó suy đánh luôn. Mắc cười thôi. À, sợ quá. Chết rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh thì anh xin thọt. Chụp đó. Cứu. Anh gì đang cười vậy nha. Bố rồi bắt ta. Mình để ý thế. Đây luôn cái phí nó cứ hai viên. Rồi rồi đi rồi sao? Đồng hàng đi ấy chị. Lúc đầu nó bỏ vào mình ok mà. Rồi nhắc lại. Bạn em ấy. Ô trời, phóng siêu đi đâu vậy? Ôi sợ gì bạn. Không đỡ được, nó giữ cho lại luôn. Anh đi đâu, anh đi tắm. Sao? Tắm ngay kiểu lạ lắm. Lạ mà anh lạ. Lạ mà tóc tự nhiên nó kiểu nó sạch hơn ấy. Nó đỡ bết ấy. Giống như ừ. Em ấy. Tóc này ngày nào anh chẳng gội. Hôm qua đi chơi như này uống say với chẳng gội. Đánh luôn. Như kiểu anh bẩn lắm. Hôm qua chiều trước cái chiều nó mở tắm cơ. Gì vậy ông ơi? Lạ. Lạ. Ôi nó ghim này Thảo ơi, nó ghim ghim gì, kiểu kiểu gì đâu. Hôm thì bảo với anh nhỉ, em thích mùi cơ thể của đàn ông. Phải không ạ? À? Vâng, giờ lại coi muốn anh tắm thì đấy Trang không có ai nói. Trang hay là... Trang à? Dạ. Ừ. Một đứa lại thích người mua gì mà không có. Gì ơi ra đi. Gì. Người mua đàn ông, còn một đứa thì... Gì ơi ra đi Gì ơi. Ôi Gì ơi. Gì là Gì? Cái gì vậy? Khoa là chân kiên. Sợ mà anh lại lôi em rồi. Con đấy Trang nó bảo cái gì? Giống người mùi tinh dầu của anh, bảo là giống mùi đàn ông. Thế? Mùi tí. Mùi là mùi tí. Chết mẹ. Không, cái mùi tí là trái anh. Anh nghĩ gì vậy? Nói. Thì anh nghĩ là không phải trà mà anh nghĩ gì đâu. Nhận lời sướng đấy. Ơ, kìa gì? Ai đấy? Ai đấy? Mùi. À. Đi theo tiếp. Đi nhảy đầu ôi tiếp. Không. Ôi, nào Duy chậm dứt rồi. Nốt Duy ơi. Ôi, Vy Lan không về, trời ơi Vy Lan không Duy về. Ôi, chết rồi, Duy chết rồi, quay đầu. Vy Lan đây chị. Duy Lan không về, chết rồi. Quay đầu thôi. Tại vì không kịp, đỡ kịp về. Không về thôi, quay về. Đợi ông ra, nhảy lên đầu. Ở bên kia ông bòi à.
Lên đường giữa đánh Murai đi. Đợi đợi Duy ra để nhảy đầu à? Không để Duy ra. Em chơi ai ra em sẽ nhảy đầu. Em ký sinh. Cẩn thận chân dài là ổ điện này là giật lắm nhé. Giật để Duy ra chưa? Ui Murai kìa. Mọi người. Ngồi cứu. Khói lên rồi. Có anh rồi. Cứu. Cứu ơi. Anh còn cẩn thận đấy. Làm gì có anh. Các bạn ơi, nhiều lúc anh rơi chân đến nó sợ luôn này. Nó đi điện nhìn trông sợ của bố. Đi điện sợ. Mang theo này. Ôi, Duy lên 15 rồi. Ôi, cẩn thận Mura xuống kìa, Mura xuống đấy. Cướp rừng của Duy rồi. À đâu, đang lên. Giờ anh thấy bạn Mai Linh bạn đến bạn để tóc dài bạn quấn to con rồi bạn không được rồi. Mai Linh kìa. Mai Linh là ai? Mai Linh thì Mai Phương Linh cái bạn chuyên đi muộn. Nó chơi không được, nó chơi không được, cứu em. Em bảo bạn quay lại làm lại nhưng bạn chẳng muốn tại vì bạn đi tập. Ở khi nào tụ tập chán thì tập trên rồi mình đi học tiếp thì lại quay lại làm lại. Mà xem nào. 26. Ui, Duy giết 26 mà. Duy bắn ra 26 mà. Chuyện để tóc dài dài đi sau ôi trông. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Ô kìa. Ô kìa, ô kìa. Em cao. Trời ơi. Chuyện như hòa, thôi đi. Cắt trôi đi. Em là một con nữa anh ạ. Cắt đi. Người em không bảo là không phải các mà phải cho nó hợp mặt tức phải các máy em mặt to không phải các mặt căn dài không hợp để cho em để dài mà ui kìa ao nào để ra Duy nào không đỡ được rồi ra nhảy đầu tiếp không cứ làm thì mình chọn đi à cứ ăn đấy em vừa bảo tuần sau ở thì tuần sau rồi đấy ông ra chỗ Duy ra Duy nào ra Duy ui chết rồi người ta dí rồi dí rồi dí rồi. Nó dí Duy rồi, Duy ơi. À Duy ơi. Ra đây với em, Duy ơi. Ủa Duy chết tệ rồi. Không thuộc bài thì phải đi tập đấy chứ anh. Đéo đeo đầu được Duy ơi. Có ạ. Niềm vui anh. Ngồi tiếp. Niềm vui. Dạ, stress. Đi tập anh nhảy cho nó đỡ. Cho đeo đầu cái lại chết. Có nhận ngay ngoài là cho anh đi tập đấy. Anh muốn có niềm vui. Về nhà rồi. Ôi không, ui không. Kìa kìa, chị về đi. Chị về làm sao được bây giờ. Đây rồi, ăn thôi. Cay rồi. Không nỡ được, không nỡ được. Ba còn cay được. Đồ hàng đi. Không có Duy ra rồi, em chưa được rồi. Em mở một cái nữa, không có làm sao hết. Cái lên ngã lên cả. Ông mình vừa ấn mời chưa được qua ấy. Nhưng mà chị chưa sẵn sàng. Chửi em thoát ra. Buồn. Có là buồn. Chị ấn kiểu gì ấy. Bên trong nó lỗ của răng máy. Ở ngoài kia vẫn có trô vào. Thế này cho nó không ra ngoài. Em biết chị không phải chị để chị ra ngoài. Chờ theo nha. Mắc bên nhỏ. Ôi ở đây mấy có mấy cái tay chuẩn gì. Mời lại chị không? Cái Muse Billy. Chị có đi bắt gì đâu. Đường dần nguồn quá. Không biết nữa. Đúng rồi, hai con. Chị bạn nhớ chị. Đúng rồi, máy sẽ khỏi đấy. Đây là 10 à chị? Ôi em ba. Chị đi bao nhiêu? Chị đeo cái mặt thế này. Nó đang định gạ cái đứa kia bán con iPhone bán 2 triệu mấy thôi. 3 triệu. Bạn em mà mua máy mới nó bán em 3 triệu.
Em thu linh dùng máy bùi một linh dùng người. Di bảo bọn em bán gì bán cái này thì mua lại. Bán đi lại. Nếu mà bây giờ chị mang cái này ra bán nha, thì cũng giá chỉ là 3 triệu, 3 triệu. Không. Bán lại đấy trong vòng bao nhiêu ngày vẫn bằng giá tiền. Ui à. Mua trả góp hả chị? Không. Mua đơn luôn. Mua lên xem. Mèo phân tài quả đã hết hạn hôm nay. Tại vì giờ chị vỡ hỏng nên hơn nữa không chị không mua đâu. À chị biết gì không? Liệt phí của em. Em không gõ được cái nút này nữa. Liệt à? Kiểu em muốn quay về, không quay về nữa. Liệt à? Đây là em mà. Thở lên à? Đây là em phải đổi phí liên tục luôn. Nhưng còn tận là đây hôm nay đổi phí này. Còn tận 50 giây. Hôm qua mình tính mà mình tính. Mai mình có lên trường không? Em không, mai em mà nghỉ buổi sáng thì em học lại môn luật. Em không đi đâu. Ở từ lớp trưởng. Lớp trưởng à, mà. Có giấy nghỉ học mà. Chị thấy là thề về. Em bảo với cô là ngày mai em phải lên trường tập huấn là được. Dạ. Bởi vì thầy như cũng gửi công văn đến thì cô giáo mà. À, ui nó rũ cho em này không đánh. Giờ mai em nhất định phải lên trường. Để em có thời gian dậy sớm em làm nhiều thứ khác. Nhưng mà thầy chủ nhiệm của em thầy nói gì? Em nhắn với cô giáo này. Nhắn với cái thầy dậy ngày mai á. Rồi em có nghĩa là cái công văn em có nhận được công văn không? Em không cái gì. Nó gửi qua Zalo. Lô này, đỗ này, cái nào ăn dạ. Cái gì đây anh em? Không. Bánh gì ạ? Bánh dày. Đâu cho em xin gì? Chưa nấu. Còn đúng 4 sao luôn. Đi ăn. Ăn bánh dày không? Đó, thích này, thích dài đây. Anh ấy lên đỗ rồi. Không, ấy nó mua nhưng mà chưa anh nấu cơm mà Quỳnh mua. Không chưa anh nấu cơm rồi, thế để chiều ăn, hoặc chiều trả hay làm việc thì trả ăn. Chị ơi, chị Huyền ơi, bánh này. Chị Huyền ơi rồi. Linh. Thì hôm nay trang điểm ngon nha. Em đơn giản là chị ơi. Anh ăn hết hai cái rồi. Mặc dù anh không thích món bánh dày lắm nhưng mà ăn được. Anh không ăn cái chỉ có cái bắp luôn này chị. Thế? Đã không yêu. Ý là sao? Bao tuổi à? Kiểu trong phòng kiểu không nhớ tuổi hết của mọi người. Em gửi qua Zalo mà. Thế mà em có được lương thưởng đấy không? À mấy cái kiểu người bên đoán ấy. Đến bảo là bảo đi không? Ơ chị bóc lượng rồi. Mày đem nghỉ học mà. Hả? Mày đem nghỉ học. Họ bảo ơ nói chung là có nhắn đấy. Không thì tôi để chị gửi cho em cái công văn để em gửi cho thầy. Từ vệ sinh. Ôi trời. Chị ơi con này nó cứ tốt thế. Nay em buồn lắm. Em bị con này rồi. Nó cứ xỉ vả ấy. Ai? Mày vô chuyện. Quay đi nhanh nhở. Con vô kìa. Chị gửi cho con bạn cho em. Chị gửi chỗ này là có hai con. Chị qua Zalo nhá. Úi dồi ôi, bọn con nhỏ. Vâng. Có hố ấy. Hoặc là kiểu trước bọn em có đổi lớp trưởng ấy. Nhưng mà các cô cứ liên hệ thằng cũ thôi. Không liên hệ thằng mới. Ừ. Có khi thế không? Có gì. Nhưng mà thằng cũ là lớp khó. Thế là có chị thối chị gửi công bạn không? Ôi dồi ôi, không ra được. Cô này đánh đâu luôn ấy. Cái cam này sắp thành camera. Cả ba của em. Ba con vô vào một chỗ bánh. Đi chơi gì hết. Không.
kiểu bị bất lực ấy. Cô vãi nó có nhiều người. Đó. Nó đã có nhiều. Cô vãi. Kiểu mình tích chứ không xuống. Nhưng mà nó cứ thích thích được. Con này lại đi thẳng. Đấy, thì vậy mà nó không. Ất thiện 20. Đấy, nó đi đường đấy. Thôi, đừng đừng đánh của nó, đánh suốt nó thôi, chứ đừng đừng đánh. Đó. Thì nó học tội. Thì nó học tội đó. Thì chẳng thế. Em nhìn để anh ta học từ được. Rồi. Đau đớn ngã. Sang đường bên kia chứ, sang đường bên kia chứ. Đi đường chưa gấp mà. Trời ơi. Thôi đi phải đi đường mà. Đâu chứ. Thôi thôi, mình sẽ chạy đâu được. Ôi trời ơi, đã được kia rồi. Chị chết rồi à? Đâu, chị chết rồi. Thật, chị chết ta. Chị đang biến mềm à? Em đâu rồi? Em chơi em vừa chơi xong. Linh, đi chơi. À, không chơi em, không thể đâu. Không chị, em bị bất lực ấy chị, em bị bất lực, em buồn lắm. Em bị bất lực nghe em buồn lắm. Ô chị ơi. Ôi, hai con không hiểu sao mấy kia lồng nhá. Em mắc, em không có, em bỏ hết đầu em. Ô, nó dám vào trong mày luôn á. Ôi, nó dám vào trong mày luôn. Sao con này đứng nó bị ngáo đá à? Ôi, nó dám vào chuyện này. Không, chúng nó phải đi mà. Thế à? Có dây nhìn đâu? Em không. Chúng mình có gần gì? Em không ạ. Em rất buồn. Có người đâu tiêu hết tiền với em. Em cày mãi để em có tiền em mua đồ. À, chết rồi. Em... Ôi con chị ra đi dưới đồ mua con ừ. Kiểu nó hết đấy thôi. Thế sự nó tìm mua. Có hết không nhỉ? Nhưng mà chết à? Ba con chưa tính nhá. Cái con bấm mọi khi em chơi. Em có biết chơi con khác rồi. Bảo vậy. Chết rồi, lên đi. Buồn. Lên trụ đi. Lên chỗ sẽ đỡ đi lên rưỡi. Lên rưỡi nha. Bây giờ mày biết đấy là phải chơi để về. Chị lên đường rưỡi đi. Ôi không. Ôi chết em rồi. Đang có quân ở đây. Thảo ơi. Chị ấp 1 với 11 kìa. Một bài thôi ra không được. Thằng nào đi rừng á. Chớ lên đi. Thằng nào đi rừng á. Có được thực sự gì không? Sập trụ này rồi. Mọi con ở bên này đang chết rồi. Bốn. Máy, em đổ máy cho khôn phải không? Nhanh, tranh thủ. Bây giờ hỏi gì nữa mà? Thì mà em sợ cấp độ ấy. Hoặc cấp độ cơ khôn. Nhưng mà cái cấp độ khó thì nó vẫn... Lê nha. Chị, hồi xong nha. Rồi, chưa. Lê, xuống đi. Ôi, mọi người sắp xếp chưa? Thật, còn lâu em ạ. Ô chị ơi. Là khoảng 30 phút thôi đó. Chắc phải tầm 20 phút. Chúng ta chơi chẳng 20 phút, 30 phút đâu chơi. 10 phút nữa. Tầm 10 phút nữa. Ôi, chết rồi, chết rồi. Ô chị ơi. Ô chị ơi. Chị ơi, chị bị cấm. Chết em. Đó vào. Đó là đóng mọi người. Anh mới đi về. Từ nhá. Em chưa, chết rồi. Đây, chị em mời lại đi. Đây, ghét ở chị ghét mình đi. Đấy, ghét đi ạ. Chị không bà nhỉ?
chị ấy như chị ấy như đó thường ấy là không biết ấy kia mà hắn gấu à à bị cấm rồi rồi mời đi. Không được, chưa chưa Thảo, phải Thảo. Phải, nhưng mà nó đánh mình chơi dễ nhá. Sao đi? Không, khó đi. Khó chứ đánh như là lâu lâu. Nhưng mà sợ chứ mà đánh sốt chịu người. Đi chỗ đây nhiều. Mình nghe là đúng. Con vừa anh đi nô lang lang để chịu mình giờ. Đánh cái này cho ta chồng phát ở đâu? Cho để hai đồng đi lĩnh nam, sau em có cái đánh lấy chuối vậy. Chị lên mi đi. Có phải không đi là đấy chứ? Nó lên ở trong bụi sao? À, cái độ khó ông bảo sao? À, ừ. Hiện bạn đã trong bụi này đâu rồi? Nhưng mà chỉ không phải là em mười ai à hay sao? Trong này chị ơi. Đâu đâu, quên. Thôi em chỉ có nó. Mà mày khóc khó kéo. Đi xuống đây. Mắc hút, em lại chậm vãi. Chứ thôi, Thảo ơi, em ơi em. Em ơi em. Yeah. Thôi xong rồi. Đi, à lên bán cái trên này. Trời ơi. Nó cũng hạn rồi mà. Em cũng hạn rồi. Không hạn nó đâu. Hạn rồi. Cho em một mạng. Em chết rồi. Em chết. Rồi. Em chết rồi tay nó, xong rồi chắc lình này nó chết. Ôi là dụ ơ, thế là mình vừa giết được nó. Không, à em mấy nay vào xem kiểu học sinh tái chế độ cũ không? Quần nào tái chế đấy? Xong nhiều người hiểu nhầm là tái chế đồ cũ hay là đang cố tình tặng thêm rác. Kiểu thế. Xem chúng nó rõ ràng quần áo chúng nó không phải đồ cũ, chúng nó còn mua thêm nguyên liệu ấy. Chúng nó đang hiểu sai về. Thế là chị rửa đi em xuống đây. Rửa nhà, rửa đúng không? Đúng rồi, con đã tặng xuống này. Để thế thôi. Ui, hai con lần em ơi. Đây này, quay lại này. Này em ơi. Ở đâu không bán nhau ăn mà, phải không? Này. Ôi bê, 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 ôi. Mà không ngon dài, lấy lại nhau nhỉ.
hai con chết à? Thế thì chắc còn một con được đầy trụ. Đầy trụ thôi. Tranh thủ lúc người ta đấu mà đi đánh nha. Nghe tranh thủ nào. Đầy trụ, đầy trụ, đầy trụ. Ôi, đổi sang, đổi sang, đổi sang, núp, núp, núp. Đi đi đi. Đưa ra rồi. Thôi. Ở đó xong rồi đi về nhá. Nó ra. Nó không có gì. Chị đấm chiêu mà. Sợ luôn. Em chết rồi. Không có một lính nào đứng giữa nhỉ. Buồn quá, đánh mất lính thôi. Cô cứ lại đây hồn nhanh thật. Cái gần thảo. Em chưa. À, trời ơi, anh lên đuổi. Lên đây, lên đây. Đánh rồng đi. Đây, đánh rồng đi. Đánh rồng đi. Đi, đánh, ta đánh, ta đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đây, chị ra gọi ra đường đường bên đây nhá. Vâng, gọi đường nào hỏi ra đi. Ờ. Nè nè, có coi vô chạy 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 ra được giữa chị ơi. Vâng, chạy ra được giữa này. Ái sợ. Ôi bạn ơi. Đây là đánh nó, đánh nó, đánh nó. Ủa, đánh đi nào. Chạy về ủa, ủa. Đây em ơi. Đi 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 đi. Ôi. Ồ, 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 con. Trời ơi, con sắp chết rồi, con sắp chết rồi. Con cả đánh rồng mày. Cẩn thận kìa chị ơi. Hai con xuống đây. Ôi em chết mẹ rồi, buồn. Giết gấu đấy. Giết gấu. Ôi lùi 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 lùi. Chị ơi ra đi. Nó sáng kìa chị ơi, nó sáng kìa. Gì đây? Bắn nó chị, mà nó. Bùm. Chết rồi, chết rồi. Xong qua đường này. Qua đường nào? Đấy à? Gấu nó đang đi đánh. Đâu gấu đâu? Con bắn nhau, chỉ bắn nhau mình khỏe. Nào quá, đánh mình nhá, đánh mình nhá. Ô chị ơi, con này này. Ô chết rồi, chết lên rồi. Ô chị ơi, đừng rũa. Ơ, Thảo ơi. Nó lúc ở đường giữa nó vào đánh rồi. Chết à? Ui ui, còn thằng nào không biết đấy. Nó cắt lên chỗ mình rồi. Đi đánh rồng thôi. Ủa? Chủ đồng minh kia bị phá hủy. Mình cãi tha. Mình phải đi giật đứng nữa được. À, ai mà sao nữa. Đi dẹp bất lính nữa, dẹp bất lính nữa, nhiều lính nữa. Ra ra ra, đi đường này. Tôi sẽ đi ra đường này.
trầm cảm quá rồi thi ba môn. Ôi ơi. Ừ, nó có làm đấy à. Quay đầu. Em thích gặp kiểu chia đỏ cái một em và mấy đứa thì hai môn sao nhưng một cuối kỳ thi dồn nhiều. Vì không phải bởi vì môn hai tiếng mới học xong rồi mới thi. Mấy môn dồn về sau là mấy môn nhiều tí nữa chưa học xong. Chị ơi, về chị ơi. Về à? Còn tí nè. Ui, chúng ta ra rồi. Đây đi chị ơi, đây đi đây. Đợi nó đi chiều ấy. Đừng. Đợi tí mấy hình. Ui. Về. Nhiều ai em ra hết sao nhỉ? Sao mới ra được ra rồi. Nhá. Mày chưa, tao chết trước. Thì đừng đợi đi. Vào đi. Đứng. Để. Kìa. Eo chán á. Ủa nó đằng sau em. Còn tí máu thôi. Dạ rồi. Ê. Mà này khó chứ mệt. Đánh hai trận rồi mà đội bên này vẫn chưa xong. Chị ơi, cố lên. Nó khó hơn. Lên. Chị ơi. Chết rồi. Con có này. Ông con nó gọi là náo ấy. Không biết nhưng mà lính vào hết rồi. Thua rồi. Ông bố con bắn theo đúng không? Ô, tháo rồi. Ôi, đau bụng quá. Clean. Em mới xỏ à? Chắc phải đau kiểu với cả cũng ba mà nhiều ấy, em cố kéo quần này kiểu cho nó đỡ dài bụng chọc và đau ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hợp với cái con Ami lên. Bánh ngân chia lại xài thẳng phần mặt thêm là sơ. Nên em đang đục bát lại đồ cũ ấy. Có bà này hãm quá. Kiểu bà ấy, em báo giá như thế xong rồi bảo là ship đến chỗ Nghệ An. Em bảo thế chị cọc cho em tiền ship. Xong rồi đã biết chất đẹp như thế nào không mà cọc ship. Ủa giờ bây giờ bà không lấy nữa, bà bom hàng mẹ mình tiền đâu ra mà bù vào. Ủa kỳ vậy. Em bán là đồ ai không? Em phát lại đồ cũ của em ấy, mấy cái váy hội ấy, em chỉ mặc một lần ấy. Em mua còn trên 200 mấy, với cả 400, 300. Xong phát lại có 113 mấy nghìn, với cả 119. Nhưng mà ship Hà Nội là 20. Phát giá như thế rồi, có mỗi cọc tiền ship thôi không chịu. Đây đây, em ăn chưa? Đây anh chưa ăn, nhưng nó đây này. Vậy, chị đi không để lại. Ôi, hai con lận. Ba con cơ. Sao nó cứ đâm đầu vào trụ là thế nào nhỉ? Mình đã yếu rồi chớ. Ở nhà còn đã. Thôi để em đi không được. À hôm nay em gặp một trận em đi rừng. Nhưng mà thằng kiểu em ăn xong bùa xanh đúng không? Ừ. Thằng AD, thằng ca nghiêm nó ăn bùa đặc của em nhìn thấy thế, em đéo chửi nó nữa. Em sang bùa bên bạn ăn. Thế là em bị butterfly dừng với nó giết đấy. Ừ. Xong rồi butterfly chửi em là mày đã ảo cái ngu. Còn gì này? Còn gì nó sắp chết rồi. Nhưng không chết. Chạy thôi. Chết rồi. Charlie bảo ai chú ý với lại người. À, bảo con chị nào không? Chú ý chị như nó hả? Thế là gì? Ali biến về lại người. Chú ý biến về lại người. Charlie mày chị ơi đừng tiêu cực thế, chút nay em gặp một vài em để em muốn nghỉ game luôn. Đâu đâu từ khi gặp nó hãm lắm, còn một buổi chiếu hãm đương nhiên hả? Đúng rồi, là cứ ra là bị chết hả? Đúng rồi đó, nó giết 50 mấy mạng rồi. Nó giết á? Nó cũng phải cân được 4-5 đứa rồi, 3-4 đứa rồi bắn đau ấy. Em bắn lên cho em lên này đã. Bắn con này lâu thế. Vừa thấy con này gấp nữa. Ăn một sành được rồi, nhanh thật đấy. Nhanh nhẹn nhỉ. Em bị ăn này là ô. Thật thụ lắm rồi. Ôi, anh ơi. Chịu. Cứu em. Hả? Con người là vô tâm. Về. Rồi dí về đây. Không được. Chị ơi. Ôi, nó thít này. Thôi, hai cái xoài.
Nó bên trái. Nó vào rừng nhìn kìa. Nhìn ra nè, khỏe thế. Ừ, nhưng mà xuống đi không? Cái quả này, thẳng thắng đấy nhỉ? Ôi, chị bị úp, chị bị úp rồi. Chị đứng đâu mà bị úp? Chị đứng trong trụ. Rồi, nó vào đánh đấy. Ôi, chị ơi, chết rồi. Ôi, vãi trưởng, 3-4 con rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Đâu nhá. Ui kìa, con bọn này chết hết rồi, đi vào chỗ đi. Ngon, ngon. Mình 3 trận rồi, bên kia vẫn chưa chết. Máu rồi. Bên đây vào trận thứ 2 rồi. Nhìn mình vào 3 trận đấy. Ơi mà bán trước mình thắng hay thua ta? Mình thắng hả? Ôi lúc vậy đi là trời có mưa. Mưa hả? Có. Mời đây, đến đây. Ôi anh ơi, có mưa mấy nhà. Phóng nhanh vào chỗ rồi để xem. Mưa chó này cho mày. Linh Okay. Đang nó bắt đến nơi. Nào rồi. Chị về đi, nó thật có 35 độ. Nóng lắm, 35 độ. Ôi không, cái gì thế này? Cứu con. Ôi không. Quần áo mua nhiều biết đâu về đi 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 về Lên. Ba người rồi mà. Lên thôi. Mà nó mình có mà ăn được chứ. Móc móc thôi mà, móc thôi mà, móc nó thôi. Con này còn. Ô ô ô. Con này còn nhiều hơn Thảo đi. Thảo ơi, lên đã, lên đã. Bật cô địch lên. Bên kia nữa. Lên đi, kia lên đi. Không có lấy không? Có lấy kìa, có gì kìa. Em sẽ phát lùi lại. Không phải lùi đâu. Lùi để em có tí máu đấy chị. Máu em nó nớt á. Ui, máu. Ui, ui. Đu lên nữa. Đu lên. Bắn chết nó đi, không nó giết được một con. Đu lên. Về. Ôi chị ơi, trụ mình. Không tin được khỏe này, đánh con đánh để quê thôi. Không muốn đi học tiếng Anh mà. Vẽ anh đi. Chị đánh. Anh con khá đủ à, hai đứa con đang nát rồi. Cái này đi, nó con đấy. Em vừa thấy có con lần trước mà. Ở trong này này. Đây này. Đến rồng kìa. Đến rồng. Đến rồng. Ôi kìa, nói kìa. Kìa.
đánh lùi, đánh lùi thôi đi. Đấy, đánh đi, đi lên bắn đi, bắn lên đi. Lên, băng bắn đi. Nó sâu hết đến nơi. Hồi máu. Chị ơi, con kia nó đi cắn trụ mình ấy. Ở đây này. Lùi lùi đi này, lùi 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 đi này. Ô, linh lùi, linh lùi. Đây, lên đi này. Ô, cái gì thế này, tự dưng bị lag vậy. Ôi, chết mẹ luôn. Tự dưng bị lag ấy. Bẩn thế. Mãi chết được kêu rồi. Ê, cút. Trời ơi, chết rồi. Đánh được con bị chết. Em chết sợ hãi. Em thấy nó còn tính máu em đổ vào tận chữ lên mặt. Bên này cắn hộ nào. Cần ạ. Nó lại vào đấy. Nó gì ạ? Bên này, nó bên này. Còn mấy có hai con mà. Xử chúng nó đã. Xử cho nó đấy trước. Tôi lấy các con rồi. Đấy, dí chúng nó chị, dí. Rồi thôi rồi. Còn mạng nữa, mạng nữa. Ô, phải đây. Nó đợi về hết, nó đi ra đây. Về nhà chưa? Ui, 3-4 thằng chị ơi. Ui, 3-4 thằng. Ôi, mẹ đến kìu không, kìu không, kìu không. Kìu không kìm chị ơi. Ôi, chị ơi. Ui, chị ơi, mình chung. Ôi, không. Ơ kìa, có diêu. Ui, sợ ai đâu. Thôi rồi, chị canh nhá. Em vừa thấy chúng nó ba một đứa đứng ở đấy thôi. Thôi, canh nhá. Không này kìa, một con lính mà làm bắn chết được rồi. Chị canh nhá. Mày. Gì đau thế? Con che đen rồi, con này bắn xa. Con gì đây nhỉ? Linh xin mai rồi. Hết máu rồi. Nào. Núp đi núp về. Con núp về vậy. Ôm mình nhầm, mình xin lỗi. Nhầm. Hỗ trợ cái bắn. Đấy nhờ. Trên đầu chị có con kìa. Rồi bắn lên chị, lên chị cho mà. Nhanh con đấy. Đây. Rồng kìa. Thôi mọi người về nhà đi. Có gì anh à? Linh tiểu đi. Thôi Linh về đi. Chết. Em nhầm tí thôi mà. Ôi chết rồi. Ô, đến lúc em quay lại phím lại đâu chị. Đến lúc em cần quay lại cái nút này lại đâu ấy. Ôi rồi mình chỉ ở chung à. Chị ơi, nó đây này, không ai thi được nó cả. Được. Chị ơi. Còn được đâu em ơi, sợ lắm. Chị ở trong đấy em sắp làm. Em ơi, nhé. Ôi em ơi. Ui, định, ôi. Em ơi, giống nó rồi. Nổ rồi. Chưa nổ nhưng chưa rồi.
Thôi chạy được chạy vào đường cùng. Ôi đừng chị giết, chị không giết đâu. Ôi đằng này chết. Ôi bình tĩnh, sợ ấy. Thì chưa kịp làm gì. Hết giờ rồi, lên đi. Chị lại ở nhà. Cây. Ơ hai con chúng nó đâu? Chắc chắn chúng nó trong này rồi. Chúng nó lúc trong đấy rồi, vừa nãy nhìn thấy con đâu mà. Hết rồi, đây rồi. Đâu nó trong mà. Bắn. Được. Đi về. Tụi em đánh lính với thầy á. Em đi vào trong đây. Bên này. Ôi, lên. Chị ơi, chị ơi, ăn được, lên đi. Chị lên luôn đi. Chị lên luôn đi. Ai trong nhà? Chị trông. Nhà chị em á? Được. Chị ơi, dòng kia. Đây rồi. Tôi đằng sau à? Ôi, con thằng á, con lưu thông tin đi đâu ấy? Nó bắn. Ôi Thảo ơi. Thảo ơi, trông chung chưa? Nhà ổn không em ơi? Nhà ổn luôn. Nó đánh cái con nào đấy. Ui, nó ở nhà nhỉ? Nó đánh mà kiểu cái nốt đấm của nó sâu rồi. Lính đâu? Thảo ơi, ở nhà kia. Thảo ơi, nhanh. Trời ơi, Thảo ơi. Thảo ơi. Trời ơi, chị để trên trong nhà. Em vẫn thật là ổn. Trời ơi. Ai kia? Trời ơi, thua rồi. Mà bẫy rồi. Thì đang gần lên đến nó định quay lại. Nhà ổn lắm. Nó vào nó trong nháy đi nữa. Nó đợi cho lính này là vào đấy. Lính này kìa. Ok rồi, xong chưa? Không rồi, có phải chưa xong. Chơi xong chưa? Chơi xong chưa chị? Cẩn thận nha, chơi xong chưa? Xong chưa? Chơi chim ba đi. Chị ba à, em nhớ có một máy đó, không đánh thường được. Có mấy em chơi rồi. Cái máy đấy con năm mấy thì luôn. 59. Áo thân chị Huyền. Ai chơi?
Ở đâu chị Huyền ngồi bên này? À đâu chị Huyền này là ngồi bên này, bên cạnh là chị Chi. Ô, trong này anh. Chị Lan Anh. Chị Lan Anh. Còn mời nó vụ. Chị quá ly à? Em mời chị. Còn mèo bé ok gì đấy? Bé bé ok này. Bèo bèo ạ, bèo. Thế không mời chị, em mời chị được mà. Em đặt là bèo. Chúng là uy tín rồi 60 thôi. Ở máy này hiện thế. Hơn máy kia một uy tín. Rồi chị chơi. Nó là đời rồi, 59 còn chả chơi được cái gì cả. Ôi nhưng mà ai có chơi cờ. Áo chơi cờ không được. Ai có dây nịt không? Dây nịt. Ra ngoài anh với chị ơi. Em đâu vào. Đấu như này không biết là bao giờ. Đấu trầm cảm quá. Thôi, đấu máy về rồi máy à. Ồ, có được đấu tường nào. Đấu máy mất thời gian. Em sẽ đóng khung máy này. Các chị tiêu hết đồ em rồi. Có không có chơi vẽ mùa luôn. Dạ. Mùa khóc Mina. Mina đánh xa. Về đánh gần. Đánh gần với chị. Mina đánh gần mà. Đánh gần thấy nó có cái xích xích này. Có mỗi chú ý ấy, nó kéo vào thôi, phải đánh gần mà. Ôi, tóc nhiều nhỉ. Tóc con. Em chỉ cho chị một cái đường tóc kia. Chị có bố nữa lỏng. Lỏng quá. Em cho chị một cái đường sai tóc em. Lên này như gọi được chắc lắm. Dừng đây. Support rồi. Đâu rồi. Rồi. Máu đâu mà hồi nữa Thảo ơi. Ui, đi ra đi. Sợ quá.
đi ra đi. Về thảo, về đây, thảo thần đi ra. Hết máu rồi. Về đây, về đây. Nó lại xí bạn mình kìa. Về đi, về đi. Táo ma con kìa. Lại thì ăn thịt luộc rồi. À, sao con này không cần liều lắm. Ô kìa kìa kìa. Liều liều, giết giết nó, giết nó. Lên đi, lên đi. Mày 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 vào đi, mày vào đi, tao yếu máu rồi. Được không? Có. Rồi. À, cái máy của dưới là tối hôm qua chị Ngô Huyền chị treo máy, xong rồi sáng nay. Sáng nay cũng có. Sáng nay cũng treo máy. Còn máy AFK trừ 3 cho. Trừ 6 tín thôi. Trừ 6 thì tín. Còn chúng nó bị báo, à, báo cáo nữa thì. Ôi sẵn anh Ngô Huyền chị biết làm mà. Thì em không biết. Nhưng mà tối hôm qua chị Ngô Huyền treo máy đấy mà. Treo là gì? Chị em mệt mỏi. Nó lại ăn đùa mình kìa. Ôi, về thôi. Mẹ thằng đang lên đấy hả? Cái gì đây nhỉ? Mẹ thằng... Ây, chút. À, lên, 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 tốt. Chị ơi, lên, lên, lên. Có mấy em dưới kia không? Ê, cái mẹ nó đang lên. Chưa kè, anh kè. Nó gì nhá, nhớ xiên không được. Nó xiên rồi. Không nấu anh kìa mày. Ê, chủ dưới cẩn thận nhờ. Ra. Ngon à, ngon rừng nó. Ở đâu hết mẹ em. Tiếp Văn Hên. Sợ Văn Hên vãi. Cô này đánh vai thật sự luôn. Đây, đợi để chính nào. Thử vào vừa nắng ta. Kìa. Có cái kìa, bù đòi à. Ờ, thôi kìa nó lại. Này con. Mà vào đánh ấy đi, có ấy kìa, có bùa kìa. Ôi dồi ôi, nó tận đi bên bên kia thôi, thôi chị cứ đi đường giữa nhá. Dạ đây. Mà đánh gì cho mấy đấy? Không, ôi không, đánh. Cứu chị với. Đây đây, chị đang ở chỗ nào đây? Ở giữa. Ôi, đây đây đây. Như để trả giá cho đường ở đấy ta. Ôi ôi. Đây này. Nó mua sạch của ta. Gì gì đó, gì nó. Giết nó, giết nó. Đây này. Con lên nữa, lên nữa, lên nữa. Ôi, hai con ở trong ấy này. Tao biết rồi. Mày ăn hết máu. Bọn này có thích ăn rừng của mình à? Chỉ biết thấy con mèo béo vô rồi. Dưới này, Văn Hê lại đến rồi. Thế mẹ, mình ăn trụ trên nó phải về. Thì lắm. Nhưng mà về, về không? Có về không kìa. Nhưng mà... Áp theo thịt, áp theo ăn cho nó. Ui, hai con máu khỏe thế. Vai, hai con sắp hơn đi với nhau mà. Đây, chị không biết là Arthur ăn thử nó đâu em ơi. Để con kia đứng lại. Arthur chết rồi, Arthur chết rồi. Chưa.
Có con heo ở dưới kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Hai người ở đây rồi, chưa cứu chi. Chết. Nếu mà cứ ăn bùa. Bút ăn bùa, tao đi mày. Dạ. Nói gì à? Mẹ sợ mình tao biến được mà. Có phải đây nữa. Dạ. Mở lên nhá anh. Đừng đừng này vội nhá. Lên chưa? Máu không đủ đâu. Ôi chị Hải ơi. Ví dụ nhá, bây giờ ví dụ năm nay Hải đăng ký. Có một con đúng không? Đây này. Lấy lại Em lên đầu chị đấy. Chị làm gì đi làm. Thế, à. Thế. Lính đánh hai bên được không anh Thành? Iwali lên trước đi. Đây. Iwali lên trước đi, Iwali. Thấy rồi, lên đi chị. Đấy chị phải đứng sau chứ. Sao mà chị lên được? Rồi. Ui. Thảo ơi, ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Chết hết đấy. Cái gì đây? Cái gì đây? Thảo ơi. Không. 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 Kìa về đây, về đi. Chị sắp dục về đúng không? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 0
nốt nó đi. Nốt nhưng mà không có ai đánh được, làm sao chị ra nốt được. Rồng này. Đây rồng. Rồng cân lắm mà. Rồng không xinh ghê. Đánh lính nha. Đánh lên đường trên đi. Đánh rồng bên kia nữa. Đây rồi. Cho nó quả này nó sáng được rồi. Đi. Cho quả cầu. Cho cái này để cho yên tâm rồi. Khá lâu rồi. Giờ là chết chưa? À, sống chưa?
Ôi, đi. Để em leo đầu chị. Là lên thấy cái chiêu của con bạch tuộc ấy là giải ngay. Chị ơi, nó... chị đâu rồi? Đây chị đây, chị bên đây, chị đang đánh lính bên đây. Có giải chưa? Khó rồi, giải mà phải sẽ sang. Đi nha, 1, 2, 3 nha. Ôi, mà heo với thơ về đi. Em về đi, em kệ. Kệ thằng ba heo đi. Về đi. Ăn hai đứa thôi ăn được mà. Ôi, em thấy có cả ấy kìa. A đứa là không phải động vật không? Không, kệ đâu. Đây này, đây chị lên chị nha. Rửa ra về đi. Ôi, dồi ôi, nó còn choáng kìa. Đây bạn ơi. Ui. Ôi, chị về nhà, về nhà đi, về nhà, về nhà. Ôi, về đi chị, về đi chị. Ôi, chết rồi à? Còn 20 giây nữa còn mỗi chị. Cẩn thận trụ nhá. Cẩn thận trụ, mình chỉ khó lắm em ơi. Chị ra khỏi cầu ấy. Bố nó lộn ra giám thẳng. Em đánh lính với chị. Tìm mà thôi thì linh rồi mình đang nhồi mà chơi ai à? Để mà lên giải với nó. Ok chị ơi, tên linh mốt linh. Còn ăn dưới chân ngu ta. Trời ơi. Tới xuống lên chứ nhở? Lên dưới đúng không? Chị phải lên trước đi, tại vì Linh nó cầm giải. Bây giờ chéo qua rồi. Thế sao không Linh? Thế thì Linh lên đầu xuống thư thảo đi. Ừ, nhưng mà nó không chịu xuống đi. Đấy, Linh lên đi. Bởi vì chị lấy mà làm sao mà chị đi đầu được. Đâu phải muốn lên là dễ đâu, còn phải chờ dây. Linh bên đây này. Nhanh. Cẩn thận kìa. Ok. Được chưa? Được rồi, trong bụi có đấy. Đấy, con Diêu trước đi, bác con Diêu trước kìa. Nó máu. Ôi. Đừng cho nó chạy. Kia ba con. Đừng cho nó chạy. Trời mới đến hành sang quá. Trời trời nóng vẫn bật điều hòa. Nóng chưa anh? Nóng rồi. Nào chết rồi. Chết rồi. Thôi. Chết rồi còn nó còn đâu rồi đâu rồi. Ờ biết được quả lê à? Có với em mới thả ra. Có ai nữa? Ai nữa? Bên đây bấm giải không đấy? Có. Không nhìn thấy ạ. Thế sắp đẩy thôi. Sắp ra hết rồi. 15 giây nữa. Kìa. Kìa. Ôi, nó dẫn dòng qua đây. Ôi, nó dẫn dòng qua mình nghe. Chị ơi, bình tĩnh hả? Ôi chết mẹ rồi. Tại vì chị đã đánh con tí nào. Nhớ xong nào. Quẹo xong rồi. Đâu rồi? Ô, mà đánh trụ. Bình tĩnh bạn ơi. Đánh trụ rồi. Dừng nữa thôi. Ờ, không đánh con giống gì kìa. Giống nữa đâu chị. Đồng con. Lính kìa. Lại đâu. Đâu rồi? Từ nó kia nó đánh trụ. Ui, nó đánh trụ đau thế. Ui, thảo ơi. Nó đi bằng vòng ấy. Ui dồi ôi. Hay nhờ. Ô, con này chơi. Có ai có con này không? Con bạch tuộc. Ừ. Con này có thể biết chơi cơ. Này bằng. Tí đi không? Ô, kìa. Nhầm. Không rồi, em sẽ phải để đến 9 giờ em mới đưa tóc cái này. Em hôm nay bị mấy lần cái cam mùi nha em bực quá. Cảm chắc người ta phải dùng mạng video u e xong này nào người ta cũng thấy live stream không kiểu con này đánh mở đấy vừa béo vừa chậu vừa trắng đấy rồi đấy rồi người ta tắt lại à, tắt cam mùi đi cam mùi tận này vừa mấy lần đồng lực ăn sẵn sàng đây. Đánh tí nữa có đủ không?
18 tận 7 giờ nữa. Ủa, từ đấy thọ, từ đấy mệt chưa còn gì? Chưa đổi ra nhé. À, mấy hôm kia. Ngọt mắt lắm. Ừ. Tự nhiên ăn sắt rồi. Em không. Em sắp điều trị bây giờ nó. Nó không bảo là 4, 4, 3, 4, 3, 5, 4. Vết mã như thế. Không, không được không? Không, 3, 5, 4 đang chơi ở trận 3, 5, 4 vừa nãy 12 giờ 15 mấy đến live của anh. Treo bên kia em. Cái gì ạ? Treo trên là phải tắt à? Mà yêu cây. Treo đến 1 giờ luôn, thì các bạn 1 giờ tắt. Không, vừa đi coi. Chấm công hợp ra rồi. Chấm... đấy, chấm 1, chấm 4 mấy này vào. Ô, mật khẩu hiện đấy. Không, không hiện. À, không hiện được. Vừa tắt. Về mới lên mình quay. Vậy em phải tắt ra không mài hết uy tín. Sợ rồi. Thôi, giờ mai thì thế. Không, thì mình nhìn thấy mật khẩu rồi. Giờ mai thì nhận vào, mai thì treo cả ngày. Không, thì tối nay em phải vào mang trận đi. Mà sức khỏe khỏi cái máy này. Hôm nay em... Mà nó làm rồi. Nó đang chờ là gì? Ừ. Là cho em à? À đâu phải. Trời ơi, cái làng chưa quả ngôi em. Cho leo đầu thôi. Có nào leo đầu bằng ra đi con này xong rồi. Đâu? Đi đi. Con này support mà. Có lắm. Con mình chơi con gì? Con mình chơi con gì? Chơi con gì? Đi Ade đi. Ade đâu? Đổi máy không? Ade đổi máy. Bên này có con gì? Có đổi máy không cần cho tao môi không cần chơi con này chơi con vừa đây tao ngồi nhanh lên đâu có một chơi con này đâu em này mà không đấy không, không đấy con đấy con nào con em... đấy con mực á con mực cơ nhưng mà con đấy là AD mà con đấy là support mà. Nhưng mà bây giờ anh không có dừng. Đúng là chưa đi. Để của anh sư em đi dừng thôi. Đây gì cho. Tóc bếp quá. Cái đầu em là tóc bếp. Cảm ơn mình.
mình chậm chạp ấy. Tính nó chết đấy. Nó lên mẹ. Lên. Đi vào rừng nó với em. Hả? Đi vào rừng nó với em. Con nó ăn rồi à? Ôi. Ăn rồi. Con đi xuống lên. Xuống lên. Em với anh Linh. Để Linh đấy rồi. Chết mẹ mày chưa. Thích lên trụ vào cơ. Đầu luôn mà. Thành con này nữa. Có cái đinh này. Cái tưởng chưa vụ tao sợ. Ôi trời ơi. Thấy là không có quá chứ kéo nhỉ. Ô nào là con danh. Ô nó giết em rồi. Ôi giời con cái đinh này. Ô nó giết em rồi kìa chị. Ô chị mày ạ. Chị hỏi con gái không. Và thì nào Duy cũng chẳng nghe thấy anh trả lời đâu. Ô con này nó mới khỏe thế. Hai con nó giữ em, nó lấp ở trong bụi này rồi. Hai con bay ấy. Với cả một con đéo gì. Con này được một con. Ở kia đây có một con đấy. Có. Con lâu nghe nha. Đâu đây đây. Giữa mà. Nó ra giữa rồi chị. Đấy đây. Ui. Đây này nó chui bụi này. Mất dậy. Kiếm gì đây? Trên đây có Phoenix. Thử con này. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Thích phẩm. Trụ to cơ. Cô ấy. Một lát rồi. Nó gọi lạ xuống rồi. Đừng để cho con Phoenix xanh. Con Phoenix xanh này. Linh ơi xuống đi. Nó lên à? Ơ, con Phoenix kìa. À, cứu chị. Ui, cứu. Ui kìa. Thảo ơi, sao không tin được con Phoenix vậy? Ờ, được rồi. Thấy khổ. Chán không? Bên đấy nó có mấy con hay sao mà? Trả giá. Hãy đợi đấy. Trả giá luôn. Nói gì đi thằng. Họ thân mận lắm. Cái con không phải trốn nhau. Ha ha. Cái con hero khổ quá này. Khỏe đấy. Hả? Còn Linh ra ôi. Đau thế. Ta. Ê, nó quay lại. Quay lại. Ai chỉ ra ta đây. Bên nó. Bên mình kia. Đấy, chắc người kia. Nó đánh em. Ôi, anh ơi. Ôi, nó đánh em. Hên. Bên nó có con da ta, bên mình có da ta không? Ừ. Đấy, con đấy, chính là con đấy. Bắn. Ôi. Ôi nó con.
Kìa Linh. Ôi em muốn chết được là nó rất là hai bạn kìa. Chào giá. Hãy đợi đấy. Bắn đau đấy. Ai bắn đau? Cô lo. Về đây cơ. Ừ, đây mình đau mà. Chỉ là nửa xanh còn. Sao? Ui sao mày đi đây vậy? Mày chưa ba ấy. Mà thôi thôi về. Chưa mày hết rồi. À. Con chó này. Thôi mày đi ăn được nó đâu. À thì đau rồi đấy. À. Đừng lửa chung thôi. Con gì đây? Từ từ để qua ăn máu. Ô chết rồi, hết máu rồi. Ô ô ô nó kìa. Con này khỏe Linh ơi. Con này khỏe à? Ừ. Lu chị ơi. Hai con khỏe đấy. Thảo lên à? Này, con phê ních này. Con phê ních này, ăn con phê ních trước đi. Trời ơi, nó miễn nhiễm rồi. Mày thì... Đi cấp rừng nó. Ăn liền, ăn liền. Thế sẽ phải trả lời. Ôi. Bình tĩnh, Linh, về đi Linh. Về đi. Đây, thả lên đi. Có phê ninh á. Ồ, phê ninh thống rồi á. À không, có gì không? Có cái blind. Em nhầm, em nhầm rồi, em lại nhầm rồi. Về đi, Butter đi đường vòng nó chém nhá. Ôi. Chị ơi. Em về đây. Em về đây. Không lẩn vẩn ở đây đâu. Về đã. Bạn về đi, Ero lên rồi kìa. Phải đi kìa. Chạy về một đường luôn. Phải đi nó đuổi không? Ôi, nó đi cướp rừng anh rồi kìa. Về đi, lên xuống rừng đi. Mày đi, con được nó tạo năng, con được nó. Ô, nó lên. Tao này phải đi đánh trụ rừng. Ôi, thôi. Con này dí đau lắm. Ôi, nhớ chị điểm. Choáng thì choáng, nói thật nó thôi, nhưng mà dí đau lắm. Hello. Bên trên. Em có phép à? Ôi hai con. Ôi thôi. Nó về còn nó. Nó về còn. Nó ăn từ nó. Bút từ này. Trong bụi này. Anh em đâu thằng. Trong bụi này. Cái gì mà bút từ này? Nó ăn rừng của anh kìa. Có lâu rồi. Đây. Con kìa, lên đi. Đâu rồi? Má mẹ lướt ghê. Đây, trốn rừng đấy. Ôi, đây, Thảo ơi. Ui, Thảo ơi. Ui. Đây. Ơ, mày biết gì à? Em hết máu, Em đang bị choáng. Này, con lên này. Lâu đây. Về chưa? Chết rồi. Thì con kia chết chưa? Cho em. Ôi, em Phoenix chuẩn bị qua này. Ui, được qua là gì đấy? Lâu kìa. Ôi nó giết em rồi. Đây Thảo. Ôi con Phoenix. Ôi trời ơi. Ăn ba chết ba. Hòa. Chả rồi nhé. Thank you.
ba chết ba còn gì nữa. Ôi chắc là ba mạng. Giá cả thế nào? Ai 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 nhận đấy? Bên đích à? Chết. Giá cả phải chăng? Gì đấy? Chụp kiểu nó kinh ngay thành kinh một bạn. Ở đâu vậy? Có. Đó chỉ nhận bên ta à? Giá cả ok. Đừng dối này. Đây này, nó xuống đây, ôi! Xuống đường dưới đi! Lênh. Ô! Nó. Mẹ mày, các bạn từ từ còn. Ôi, em hết máu rồi, ế rồi. Cho ta bay đi. Ôi! Bay đi chưa? Kìa là con hết máu kìa, con kia hết máu rồi. Ô, nó bay đi mất. À, tóc biến, nó đâu rồi? Tóc đi đâu rồi? Nằm không? Không có không nào? Nó về thôi. Nó biến mẹ về rồi, đánh lính. Ê, chị trả lời. Về hết nó. Về hết nó thật. Đánh nhá. Đánh đi. Này bên này. Chưa vào rồi đấy. Vào đi. Em vào đây. Chết mày này. Ok. Nó. Còn một con. Ui. Còn một con ai ra kìa. Phước à? Nó bị khó rồi. Bàn phím nó bị ấy đúng không? Có vấn đề đúng không? Nó cứ treo. Em được thấy nó kìa. Đau quá. Ôi, không biết đi kìa. Né nó. Cái gì hòa lên này nó phải đi. Đấy đấy. Để chỉ đứng sau. Đâu thế đi. Phước em ấy phước. Phước à? Phước rồi, xong nó sau kìa. Đây. Ui dồi, tránh phòng này ra. Lấy họ gì? Lấy họ rồi. Thế đã dậy rồi. Ui, tóc biến. À, không chạy được. Chết chưa? Ủa. Chết rồi. Lên đi. Vô xuống. Ủa, chết rồi. Cả lớp cậu không gặp gì. Vila. Để em kết bạn.
Có còn ai nhỉ? Có chứ. Thì không có thể. Chị ấy, chị ấy. Mời gì đi? Mời đi. Em đã mời. Ô, này nhanh. Không cần phải kìm cái bạn hết. Quên. Không phải làm gì. Đừng vớ, đừng vớ. Con gì ạ? Con này đấy. Đây. Đây. Đây này, buồn cười lắm. Xem màu vui. Vì lát à? Bạn em 2000 nhỉ? 2000. 2000. Sinh năm 2000. Học cùng lớp à? Bằng chị không? Hả? Bằng với chị không? Sẽ bằng từ gì cơ? Chị hai có môn 2 mà. Chị hai 2 mà. Môn đặt thu thì tí tắt đi không ấy, quên bố ấy. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ 8 giờ. Ok, thì em còn 46 phút. Em 43, 1.43. Thế cũng bằng Thảo. Mở cùng nhau mà. Ừ, em mở chung. Yêu. Từ sau phải nhờ cái đường. Tôi lọc không? Là làm nhiều chị càng thấy không thấy tiền đâu. Thật ra đây. Em không biết gì. Thế là được càng làm nhiều xong không thấy tiền đâu cả. Ý thế là cảm giác chị làm 1k hay làm 2k cũng vẫn thế. Hai trẻ con kiểu mình tiêu nhiều quá cho con thì. Vẫn còn một khói của cái chị hồng trà nướng. Cái gì? Trông nó buồn cười ấy. Nó là cái gì? Ô con gì đấy? Con gì? Con gì đấy? Con chị em hỏi ha. Không. Chị em hỏi thì hỏi con gì thôi. Con chốt xin xẻo con gì đấy. Nó chết mẹ rồi sao mình chui ở đấy nhở? Con cứ đi thì bước ra đây nghe. Nào là bí linh. Không biết nữa, không biết nữa. Đánh cho ngón nó còn đánh nhầm. Ồ, nhầm nhau. Nhầm nhầm buồn cười đi. Con bụi đề, con bụi đề. Thôi đánh đánh con ra đây chứ. Cẩn con gì đây. Con hề này, chết cơ. Chị không còn quá nhầm. Mẹ mẹ. Ôi nó bảo vệ ấy kìa. Anh con. Chấm thế mà nó lấy máu đi nhờ nó. Tao quá. Không biết sợ gì. Sợ gì? Ông bụi trong bụi giết nó. Hả? Con giúp cơ ơi. Chiều này yếu thế. Biết thế nãy. Em cho con gì? Nó. Kìa. Đéo đập được ấy. Chết được hay là bắn ấn liên tục đấy, giờ nó mới chết này. Mẹ này ai nó ơi, về đi về tắt đi về tắt. Ai đâu. Ôi, lấy lại đi nhá. Ôi vãi, sao đôi ui, rồi. Cái gì này, có hai đứa lần. Có bên mấy, mày lo gì, mày lấy cũng dùm đi. Đấy chết rồi. Phải nick rồi. Ôi là hai con. Phải nick của mẹ cho xanh rồi. Xanh rồi, không biết rồi. Không làm gì lấy. Không biết nữa, không biết nữa, không biết. Tại sao lại chết kiểu đấy à? Ta phải chiêm lựa cho cả cánh cáp mà.
Chạy nhìn trông chạy mệt mỏi ấy. Nhìn anh chạy trông mệt mỏi vãi luôn. Lên chưa? Lên rồi, lên rồi. Ôi, đằng sau, đằng sau. Đó, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau, chị ơi, đằng sau, đằng sau. Đằng sau, đằng sau. Thế đi gần hết rồi. Ôi thôi, em về đã. Máu, 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 máu. Ôi, đưa lên đi. Lên đây, lên đây, lên đây, bắn lên đứng. Đồ bảo phím ra đấy. Phím về nữa. Ok. Có con bắn lúc này, có con bắn lúc này. Con thử Lorentino lại ra đây rồi. Em hết mẹ máu rồi. Với cả con đi về túi rồi. Ơ kìa. Buồn thế, vừa mới ăn được một mạng mình chết mẹ mẹ. Có lo ăn lên được nữa. Không sợ đâu. Đừng bước vào đấy chị, chậm đấy. À. Duy đã thật tám lại. Thầy đó rồi đấy, bà em thầy đó rồi. Dạ. Cho mặt con này ăn này thầy. Hả? Ăn kế rừng của Duy. Dên thoải mái đi chị, em nhiều máu. Đang sợ trong cái kia à? Trong đây còn này, trong kia còn. Ôi chết rồi, còn máu, còn máu. Kìa con Greasy. À con Greasy ngáo đẹp. Ôi nguy nó. Thôi em hết máu, em hết máu rồi. Em phải kiếm góc chung về. Tiến về, tiến về. Đấy thì... Ôi, nó chỉ bị tiến nào. Chứ mẹ chị không về. Ôi, con Valentino rất đuổi chị. Không hiểu, ôi. Để tao kia đánh lính. Ba hai có 15 không? 15 không một cái này thì có thể chết mất. Mega kill luôn rồi. Sinh tồn thế này thì tiếp.
đéo nào bắn đau. Ủa, về đau lắm. Ô anh mày sợ mình. Ô về đau lắm. Thế luôn đi nhảy mất thời gian thật đấy. Hả? Nhìn em đi này. Ôi con, bố em đi nô thiên chị rồi. Bố em đi nô thiên chị phát một. Ôi mẹ này kia đuổi nó đi. Mùi nó hôi hôi, hôi mùi gì ấy. Ôi, sẵn sàng đi chị.
chưa đầy đủ. Chắc cũng chưa đầy đủ. Kiểu yêu lâu chán. Quá quen. Hà mát được còn mối tình ấy. Nó tập cặp lên tình luôn. Mình ăn mấy cái kia để làm gì chị? À, không mạnh chứ. Nhưng mà ví dụ như kiểu qua thôi của em không ăn được ạ? Ăn được. Nhưng mà ăn chậm. Bọn này hai cặp yêu nhau rồi. Đã chết rồi. Đâu rốc sợ chụp rồi. Đây hai cặp. Chị ơi. Ai về ai? Đây đây chị ơi. Cặp này. Ờ. À, hai cặp à? Đúng rồi. Sao viên? Thì đấy, để ký hiệu đấy. Để ký hiệu thì yêu nhau à? Đúng rồi. Đâu? Tim ở dưới, tim bên trái, tim bên trái. Tim bên dưới chứ. Ừ, tim bên trái đấy. Thế thì mình sẽ... mình sẽ chê chúng nó. Chê. Anh chị yêu nhau à? Anh chị yêu nhau à? Đẹp đôi quá. Chị ơi, cấp dừng nó không? Em chưa tô rồi à? Đúng rồi. Chị tô rồi. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Chứ gì em đã thấy nó đây rồi. Phải của Rizy đâu? Của Rizy mà, con đấy là trong con này bắn đau lắm. Không phải của Rizy. Ờ, của Rizy. Ôi. Chị lại gặp Alan. Chết mẹ, tóc bến tóc biến. Ai của Rizy nhìn đẹp vậy? Khỏe vậy. Sợ quá. Hết mẹ máu. Ôi, ôi, ôi. Con gửi gì này, sao lại chưa? Xin ngay rồi. Tắt lai. Về, tắt lai. Về. Nhưng mà bắn thật. Mình chụp cả vậy. Sao? Mình mặt chụp cả vậy. Ôi, một cặp da này. Đây là cái gì? Ô, lên đánh trụ nào, lên đánh trụ, tranh thủ lên đánh trụ nào. Nhưng mà là đầu nhé. Cô Mai là người gì ạ? Đánh mình. Đấy là có nhiều không? Có nhiều không? Dầm. Đoán. Em nghĩ là không. Vẫn làm đến trước trường hả? Vẫn làm đến hết sáng chủ nhật. Chiều, đến chiều. Đi đi ngộ không? Ờ, đi nói gì. Kìa, bắn đau lắm. Đây này. Vậy mà không gỡ được. Về này máu rồi. Chứ có cảm giác mùi bốc mùi. Thằng là vẽ ra màu xanh của con này đấy. Màu xanh hot. Đây này, kiểu như người bốc mùi ấy. Màu vàng mà. Vàng đâu mà vàng. Cái đứa nào cũng như thế mà. Nhìn đi. Ờ, lên là bắn đau á. Em vừa ấn công gì đấy, đâu phải là như thế đấy. Thế á? Đúng vậy. Chú Vân sao đã thu tròn đây rồi. Nó lại ra, nó bắn này à, đau quá. Ai gọi đấy, ăn còn đấy gì. À, lên này Chú Vân đi, lên này Chú Vân đi. Chết rồi.
không đánh được. Ra. Ô, chết rồi, em ơi, Thảo ơi. Chết mẹ rồi. Đâu, con nào vừa giết mình? Con nào? Đứa nào một cặp nhỉ? Con này đúng không? Hai con này một cặp đúng không? Con này với con hai đứa dưới đúng không? Đây này. Đúng rồi. Người có tình yêu vào game nó khác hẳn. Bạn là sao? Bạn què. Ôi đó đằng sau là què luôn. Tàn tật luôn từ giá trị mình. Ôi con thì kiếp. Bọn em đem mèo về đây. Từ khi đem mèo về giá chuộc là 10.000 đúng không? À giá mua giá ấy là 10.000. Nó nâng cao bản thân nó lên rồi, nó nâng giá trị bản thân nó lên. Tốn tiền vãi. Anh ơi, mắt nó nữa. Tiền đâu ra? Đi rồi. Chị đây đi. Chết rồi. Chị đấy không chết là sao? Cô đi về. Ồ. Cô chết à? Sao vẫn chết nhỉ? Hộ không. 3-1. Không chết vì nó à? Không chết vì nó rồi. 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 Không chết mình đã yếu đi chứ, mình không muốn xin tí mua. Không, ca ca với tôi là ca như là một cáo sao ấy, mẹ ơi, nó lên đâu rồi. Cầu cặp mà. Nhìn cặp mà, nó mới thế đó. Có hai cặp mà, bên này có hai cặp. Ừ, bên này có hai cặp. Khổ thân là cô đơn như thế. Nào, con ra ra đây. Thế yeah. Ừ. Mấy chị không, mấy chị thấy bố mình nó không có ấy, thấy tim không? Đây là đây, con phải xem nó ra tim của nó đây. Em sẽ đi vô thanh. Ơ. Ô, ô, ô. Về đi mày, về đi. Không kia đâu. Nó lúc rồi. Đây. Không cần quay ý. Chín chín rồi. Ơ chừng nó chưa được đánh xuống kìa. Đi hành trụ thôi, đi hành trụ thôi. Từ lửa treo rồi. Chị Hải thỉnh thoảng ra nhủ cho nó vãi. Đi đánh chị chung đi. Này chị tô. Ui kìa. Đánh lên. À, hàng hóa đây chứ hả? Đứng nha, đợi em nha. Lên nha, lên đi em đánh nha. Lên đi, đi bảo em đánh như thế sao mà lên đưa. Đi về, đi về. Em bị đang bị quay mà sao mà lên được. Đi về. Đó có tóc biến mà về luôn này. Di di ra. Nói chị Hải ơi. Nhắn chữ cảm ơn lên.
mà nó ở trong đờ gì đây sâu Việt rồi. Có gì để chị về nhà chị tắt chim đấy. Ô, 7 phút thôi. Em chưa tắt chim. Ồ. Vừa lại chưa ra à, xong vừa lại ấy mà. Lại quên mất. Không sao. Còn lại còn lại mấy phút nữa, 3 phút nữa. Chờ lại 3 phút. Em còn lại 6 phút chị ạ. Ơ, nhỏ vậy. Thế chị ạ. Em yêu nào đây? Chrissy, Chrissy. Em yêu của họ thôi em. Chrissy. Anh chị đẹp đôi quá. Ra chỗ, ra chỗ của không thì bạn ơi. Đây, đây, đây. Đúng như bạn lên, đúng như có hai con. Có rất giống. Con lại lên đây. Chưa rồi, cái đi bất định cái tên chị không được nhỏ cái tâm vậy. Thế sao? Ý là ở đấy đi coi thôi. À, đi coi thôi của mình. Con cá mồi á. Đúng sao đó. Đưa nó kìa. Đánh đi anh. Xin tín mùa là nước có được không? À đây, xin tín mùa của Duy đi. À, cứu tao. Đấy, đây, đây. Cứu tao. Đi về mà đi về. Xin đi về. Xin đi về. Xin chưa chuẩn bị gì để cắt chưa là hả là ở bên này bên này bên này bên này con ra đi bạn ra đi chết không chịu đỡ. Ủa con kia nó về nhà kìa. Nó ta hả? Không cho nó ở nhà đấy. Em về đây bạn. Không kịp. Thôi, tôi đứng ở gần đây rồi. Mà thôi tôi đi về. Không kịp. Đi đi, đưa đi. Em còn nhiều máu đúng không? Còn nhiều. Em vẫn còn máu. Nó đi đi. Ồ, không may mắn rồi mà. Không có gì để ăn. Lấy đen rồng đi. Đen rồng đi chị.
nhàn rỗi quá thì ăn dầm. Nó nó bắn em. Ô, đều di chuyển được. Dí nó, dí nó. Chiều bao nhiêu? Từ nhà có hai con nhá. Chiều bao nhiêu? Đây đây đây. Con gì vậy? Alain gì vậy? Alain. Con làm giá trích cầm đấy. Anh lính lính lính. Lên lên trên lên trên, đu theo lên đã. Anh lính lính lính. Ấy, bắt con Nata trước, con Nata nhỏ khỏe hơn. Bắt con Nata trước. Nó đây, đó, nó đây. Đây chưa lên rồi. Hay quá. Ồ, chưa chưa. Anh đi đi. Đẩy xuống luôn đi, khỏi bắt theo lát đâu, theo lát gà đó. Thì nó bắn cho. Tú đợi đợi con mình lên hả? Ô chết mẹ ở mình ra. À, nó bắn máu đi. Tú ra đã. Trời ơi. Phun máu, phun máu. Thôi đi về đi bạn, đi về đi, đi về đi đợi. Không có ca thôi, vậy. Ai đấy? Ô ô ô. Ngộ không đánh cho, Thì xin được giấy luôn. Đây đây là chị. Ôi, em tưởng em chết được không? Tự nhiên chúng nó chết nhiều lắm. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Tưởng mình lên ăn xong rồi bò. Con em về, tôi chị ơi, con kia. Thì ai đánh kia. Đi. Đéo có bắn xa đi. À có mỗi đi. Đấy. Mỗi Linh thôi. Có mỗi Linh thôi, nhưng mà Linh nửa máu. Không sao. Nửa máu cũng được. Thôi kìa ơi. Em xin lỗi, em xin lỗi nào. Thì tôi cũng không. Hồi nãy thời gian đã cận rồi. Tập nhìn xa. Đâu rồi? Thế mấy con à, chị Nguyệt, mấy chị đi con bố không? Thank you.
Chị phận ông có thể đỡ lời hơn. Thank you.